một số nơi bắt đầu mở cửa, và riêng Sài Gòn thì chưa có mở hẳn hết 30 tháng 9. Nhưng mà trong những ngày qua thì các công ty nước ngoài và công ty trong nước bắt đầu dồn dập gửi thư đến, trực tiếp đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, đòi hỏi phải có kế hoạch mở cửa như thế nào đó để cho họ làm ăn. Đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, họ gửi thư đến chính phủ và yêu cầu được họp chung luôn để bàn bạc cái cách mà làm sao vừa thoát ra đại dịch hay là kiểm soát đại dịch mà vừa có thể mở cửa làm ăn kinh tế. Đó, đó là cái khó của Việt Nam hiện nay. Bởi vì trong những ngày qua lúng túng như thế nào đó, bây giờ cái số mà bị bệnh nó vẫn giảm, nó vẫn giảm mà giảm chưa có được nhiều, vẫn còn nguy hiểm. Trong khi đó thì áp lực kinh tế của các doanh nghiệp, ví dụ như là các doanh nghiệp mà bốn cái phòng thương mại chính ở tại Việt Nam là Amcham của Mỹ này, Eurocham của châu Âu, Cocham của Nam Hàn và US ASEAN Cham, ngày 17 tháng 9 vừa rồi đã gửi cái thư đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu xin mang kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi, cái đây là cái thư mà họ gửi đến ngày 17 tháng 9. Xin lỗi quý vị, đây có bốn cái logo của bốn cái phòng thương mại này, cái tổ chức thương mại nước ngoài lớn nhất. Trong đó là gửi luôn cho cả ông bang phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Vũ Đức Đam. Thì nội dung ở trong cái bức thư này thì họ nói cái gì? Thì họ yêu cầu là thưa quý vị là được trực tiếp hội họp với lại trong cuộc họp trong những ngày tới để mà bàn cái cách mà kinh doanh như thế nào. Họ muốn tham dự trực tiếp vào cái gọi là mình tạm gọi là quyết sách của Việt Nam trong vấn đề tái mở cửa ra sao. Thì trong bức thư có đoạn họ viết như sau: điều quan trọng là Việt Nam phải hành động ngay bây giờ để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, đồng thời không bị tụt hậu trong quá trình phục hồi kinh tế. Chúng tôi muốn chia sẻ với ông, tức là ông Phạm Minh Chính đó, những mối quan tâm và khuyến nghị chính của chúng tôi và đề nghị cho phép chúng tôi được có mặt trong cuộc họp sắp tới do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì với các thành viên cộng đồng doanh nghiệp vào thứ Hai ngày 20 tháng 9 là vừa rồi đó, hoặc bất kỳ cuộc họp sắp tới nào với các hiệp hội doanh nghiệp đang được xem xét qua cái trường hợp đang được hai ông Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoặc các bộ ngành liên quan xem xét đó. Thì họ cũng lên tiếng cái chuyện này bởi vì họ nói rằng là nếu không đó thì họ sẽ không có thể nào, kinh tế Việt Nam không có trở lại được và họ không có sức cạnh tranh đối với các nước khác ở trong khu vực. Về phía Việt Nam thì 14 hiệp hội sản xuất ở trong nước cũng gửi thư lên ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, nêu rõ, xin mời các bạn cho coi cái laptop của tôi đây. Bức thư này đề ngày 16 tháng 9, đó, kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đó, rồi hai ông Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam. Đó, thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, 14 hiệp hội doanh nghiệp ký tên dưới đây đại diện cho nhiều ngành hàng chủ lực của Việt Nam. Xin gửi tới ông lời chào gì đó, đợt bùng phát dịch 19 lần thứ tư do biến chủng gây ra, biến chủng Delta, khiến giãn cách xã hội tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh miền Nam kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Giãn cách phong tỏa diện rộng kéo dài khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và tình hình này không thể kéo dài. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của Sài Gòn tháng 8 2021 giảm 49.2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 59.4%. Khoảng 18% doanh nghiệp EU đã chuyển đơn hàng ra khỏi Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy. Người lao động mất việc làm. Nông ngư dân không tiêu thụ được sản phẩm. Nhiều lao động ở các tỉnh không có việc làm, không có lương thực và tiền dự trữ. Đó là cái thư mà họ gửi. Và quý vị cũng coi luôn là các doanh nghiệp họ ký dưới đây. Đó, đây là các cái doanh nghiệp đây họ ký này. 14 doanh nghiệp họ đều có đóng dấu đây, họ ký. Đó, đây là những cái doanh nghiệp họ ký ở trong đây. Coi như là 14 cái hiệp hội đó, doanh nghiệp ở đó. Thì họ đề nghị ra một số điểm như quý vị thấy này. Chẳng hạn như là các cái vấn đề, thứ nhất là thống nhất quản lý toàn quốc. Tức là đưa cái gì ra là đưa cái ban chỉ thị, nó là đúng cái chỉ thị đó. Cái điểm thứ hai nữa là quản lý dịch bệnh theo điểm. Tức là thay vì tập trung, thay vì là phong tỏa diện rộng thì nên tập trung theo từng điểm. Đó là cái cũng khó cho Việt Nam. Trước hết là họ yêu cầu phân vùng quản lý, thấy không? Rồi phòng chống dịch tại điểm sản xuất. Thì cái này đó là họ là cũng là làng dữ lắm, là tốn kém cho họ, thấy không? Chẳng hạn như cái vấn đề mà là ba tại chỗ, đó là cái khó khăn nhỏ. Rồi phòng chống dịch tại điểm dân cư,
Đó, họ cũng đề nghị những nhà nào có F0 gì đó thì phải tính cách ly như thế nào. Đó, rồi phòng chống dịch đối với giao thông vận tải, tức là cái thành phần mà tài xế chở hàng hóa, đó, phải có cái biện pháp như thế nào để mà nó hiệu quả. Nói chung là rồi cách ly y tế, xét nghiệm y tế, đó họ đề nghị. Nói chung là nó dài lắm, chi trả chi phí xét nghiệm và điều trị. Họ yêu cầu nhà nước hỗ trợ những cái này, bởi nếu không thì các doanh nghiệp chịu không nổi. Hỗ trợ phục hồi kinh tế, tức là sau khi mà kinh tế mà bị xuống như vậy đó, thì cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp như thế nào đó. Rồi thống kê y tế thử nghiệm PCD theo chi phí thấp, tức là nếu mà chi phí cao quá thì chịu không nổi. Rồi thứ nhất, cuối cùng là thông tin tuyên truyền, tức là tuyên truyền làm sao mà cho nó phù hợp đó. Đặc biệt là cái vấn chiến lược gọi là sống chung với dịch bệnh, tức là sống chung với lũ đó, thưa quý vị, là coi như là phải làm sao cho nó phù hợp. Đó là những cái mà họ đưa ra. Thì đây là cái tình trạng mà thưa quý vị, hiện nay thì Sài Gòn cũng như các tỉnh đang gặp cái khó khăn trong cái chuyện này. Là bởi vì như tôi nói trước đây đó, cái mà họ, đặc biệt là Sài Gòn, sau khi ông Phan Văn Mãi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định là giãn cách thêm, phong tỏa thêm 15 ngày nữa. Bởi vì họ không biết rõ là có nên mở ra hay không. Nếu bây giờ bị áp lực của doanh nghiệp mà mở cửa ra, thì nếu mà bị cái chuyện gì thì sẽ như thế nào. Còn nếu bây giờ không mở đó, thì các doanh nghiệp có thể bị lỗ lã và có thể là doanh nghiệp nước ngoài họ bỏ đi. Đó, và như trong cái bản báo cáo này nói là đã có tới khoảng 18-20% doanh nghiệp đã bỏ đi nước khác. Đó, thì cái Việt Nam giờ phải quyết định ở cái chỗ là coi như là có chấp nhận nghèo thêm chút nữa hay không. Đó, để mà chống dịch cho nó bảo đảm, hay là bây giờ vì áp lực hoặc là trong cái vấn đề chống dịch nó vẫn chưa có được gọi là hoàn tất như báo cáo của công khai. Bởi vì quý vị cứ nhìn này, là quý vị thấy nè, ví dụ Sài Gòn á, là tôi nhìn con số đây nhá, là quý vị thấy 341.000 người bị bệnh, Bình Dương 179.000, nhưng mà cái số chết ở Bình Dương á ít là Sài Gòn rất nhiều. Sài Gòn là tới hơn 10.000 người chết trong tổng số 17.000, trong khi Bình Dương cái số người chết là không nhiều đến như thế. Thấy không? Thành thử ra người ta cũng có nhiều người ta hoài nghi là phải chăng Sài Gòn vẫn còn nữa, hoặc là chưa tìm ra. Đó là có phải chăng, đó là cái điều mà ông Phan Văn Mãi ông hoãn lại thêm 2 tuần nữa để cho nó bảo đảm. Đó là cái câu hỏi lớn. Rồi bây giờ đó là bắt đầu cho các cái shipper hoạt động trở lại. Thì bây giờ khi cho shipper hoạt động trở lại, nó có 2 cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là phải được chích ngừa đầy đủ. Yêu cầu thứ hai, ngay cả chích ngừa vẫn phải xét nghiệm. Thì xét nghiệm này nó như thế nào và thực hiện ra sao cho nó hiệu quả, tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện Việt Nam đang ở những ngày cuối của đại dịch. Có thể nói là bắt đầu là phải quyết định. Một là tiếp tục phong tỏa, hai là mở cửa. Bị đang bị hai cái sức ép là liệu dịch đã kiểm soát được hoàn toàn chưa. Hôm trước thì ông Phó Thủ tướng Phạm Minh Chính ra lệnh là ngày 15 tháng 9 phải kiểm soát được dịch. Và bây giờ có vẻ chỉ có một số nơi làm được, một số nơi chưa làm được. Trong cái áp lực của doanh nghiệp yêu cầu mở cửa đó, nếu không thì Việt Nam sẽ bị tụt hậu về mặt kinh tế. Và trước đây trên chương trình này tôi có nhắc quý vị rằng ngay cả Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam dự đoán năm nay nếu kiểm soát được dịch thì tăng trưởng Việt Nam chỉ từ 3.5-4% thôi, chứ không được 6.5-7% như trước đây. Và bây giờ để chuẩn bị cho cái mở lại đó, thì ở Sài Gòn bắt đầu người ta cho shipper, khoảng 85.000 shipper hoạt động để mà đưa đồ ăn các thứ để cho người ta, người dân vẫn ở trong nhà không được ra. Thì vì những shipper này đó bây giờ đi chích á, nó có trở ngại là tại không hiểu tại sao mà không cho đi thử xét nghiệm đó. Chích là đương nhiên chích rồi, nhưng mà vẫn phải xét nghiệm 2 ngày hoặc 3 ngày phải xét nghiệm một lần, tùy theo nơi, tùy theo vùng, xanh đỏ vàng tùy theo.
mà xét nghiệm thì lại tập trung một nơi thì lại đông quá, dễ lây bệnh nữa. Tại sao không xét nghiệm nhiều nơi? Thì tờ báo VN Express ở trong nước họ có chiếu cái đoạn video này với quý vị coi, thì thấy kinh khủng. Có người xếp hàng 2 tiếng đồng hồ từ 5 giờ sáng đến nơi đó, hết xét nghiệm, không có giấy chứng nhận xét nghiệm. Thành ra một số phải đi về. Còn nhưng mà cái quan trọng nhất là đứng đông như vậy đó, nó sẽ nguy hiểm, nó sẽ lây bệnh dễ nữa. Xin bác kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi sau đây. Đây quý vị coi đây. Hàng trăm shipper quý vị thấy xếp hàng dài thế này, ngày 20 tháng 9. Ông Sở Công Thương tăng thêm shipper được ghi danh để được đăng ký để đều kia thế, họ đứng xếp hàng dài thế này. Nhưng mà lại không hoạt động, để quý vị nghe cô này nói nè. Ồ, xin lỗi quý vị, tôi quên bỏ cái audio lên. Dạ. Yeah. Đây. Là gần tới là còn 3 y tế báo là còn 3 tờ nữa mà không báo sớm. Nếu tụi em di chuyển đến nơi khác nữa. Giờ chỗ nào, nơi nào cũng đông như vậy hết. Biết gì đây là hết giấy, hết giấy, hết giấy xét nghiệm quý vị. Tùy theo ngày nữa. 9 giờ đóng cửa nữa. Cũng là anh em không giải quyết được nên họ phàn nàn là đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ tới nơi hết giấy. Ở đó chỉ là còn dắt thôi à. Thì nhà ở còn dắt mà, nhà ở đây. Rất là bất tiện tại vì shipper bây giờ quý vị thấy cái cảnh đứng đông như thế này. Đây quý vị nghe ông nói. Còn shipper chờ đã rồi cuối cùng phải quay về nhà thôi tại không có chạy được. Là đã 9 giờ thì đóng cửa rồi. Nói chung là hôm nay tại vì cái số lượng shipper nó được tăng cường thêm đó thì lại shipper lại càng vất vả thêm nữa. Đúng không? Rất là đông, mọi điểm nào rất tất cả mọi điểm đều đông hết. Đó là cái cảnh mà shipper ở tại quận Gò Vấp. Bình thường tụi em làm cũng bình thường thôi, cũng ít thôi. Sáng hôm nay vô là tụi em đã hơn 100 người rồi. Đó, bây giờ họ mới phát cái xét nghiệm. Cái lượng shipper là cái lượng người mà gặp nguy cơ nhiều nhất. Nhưng mà nếu mà mình không đứng xếp hàng vậy, mình không tuân thủ thì mình có tuân thủ nhưng mà cái lượng người nó quá đông rồi. Bây giờ tất cả các điểm mình cũng phải đều phải xếp hàng vậy thôi. Mà những cái khoảng cách của mình thì không thể nào đáp ứng được khoảng cách là 2 mét rồi. Ông thì nghe cái ông nói không thể nào đứng một khoảng cách 2 mét được. Em cũng mong mà sao. Nếu đứng khoảng cách 2 mét thì không có giấy phải xếp hàng chen lấn như thế. Cho mấy anh shipper mình ở đăng ký ở địa phương nào á, mình về địa phương đó mình test luôn nó dễ hơn. Chứ còn mà để tập trung các phường lại đây một chỗ thì rất là đông rồi, rất nguy hiểm cho. Ông này ông bảo là tại sao các địa phương không xét nghiệm mà lại tập trung lại một chỗ như thế. Thành ra là nó trở ngại cho quý vị thấy đông người như thế. Rồi đó là quý vị thấy đây là xét nghiệm 2 ngày một lần. Mặc dù đã chích vaccine rồi vẫn phải xét nghiệm 2 ngày một lần. Quý vị thấy không, đông đảo không, xếp hàng dài như thế. Thì đây là cái tình trạng dễ bị lây bệnh mà người ta lo ngại nhất. Giống như cái đợt đầu tiên cái, bắt đầu mà đợt thứ tư đó, giống như cái đợt đầu đợt thứ tư đó xảy ra tình trạng đó. Có nghĩa là ở Gò Vấp đó, khi mà cái nhóm truyền giáo Phục Hưng đó mà họ bị khám phá là lây bệnh đó, thì họ phong tỏa cái anh Gò Vấp theo chỉ thị 16 đó. Phong tỏa sao mà người ta đi ra đường, những người được đi là họ cứ đứng là kẹt, đứng xét đấy là đông nghẹt luôn, thế là lây bệnh. Rồi bây giờ cái chi phí của xét nghiệm đối với các doanh nghiệp ở địa phương nó là một cái gọi là nỗi ám ảnh, cái nhức đầu, bởi vì chi phí quá cao. Thì cũng chính cái tờ báo The Express phỏng vấn bà Nguyễn Minh Trang, giám đốc công ty thương nghiệp hỗn hợp MTB vận tải Delta cho biết là cái giá chi phí chống dịch đó, đổ vào xét nghiệm là 70-80%, mà chỉ có giá trị từ 2-3 ngày. Và trung bình cứ 2 ngày lái xe lại phải lấy mẫu xét nghiệm mới để có kết quả gối đầu, đáp ứng cái nhu cầu có xét nghiệm trong 72 giờ từ thời điểm lấy mẫu của nhiều địa phương. Đó, thì nếu mà xét nghiệm đơn, cái là mỗi một lần như vậy khoảng 200.000 đồng mỗi người là gần 10 đô la. Quý vị thấy chưa? Gần 10 đô la. Còn nếu xét nghiệm đơn là 700-800.000 đồng mỗi mẫu tùy theo cơ sở y tế. 700-800 là quý vị tính là coi như cũng sắp xỉ khoảng gần 3 đô la rồi. Từ 2 đô la đến 3 đô la rồi. Thấy chưa? Ở chứ 2-30 đô la, xin lỗi quý vị. Một cái 200.000 là đã gần 10 đô la rồi. Quý vị thấy không? Đó. Cái chi phí này đối với những người mà chạy shipper là cả một cái vấn đề. Hôm trước thì cho xét nghiệm miễn phí, mà đến ngày 15 tháng 9 thì không còn xét nghiệm miễn phí nữa. Bắt đầu đó thì không cho xét nghiệm miễn phí, khoảng 300.000 đồng một đợt. Sau đó bà con la quá thế, thành phố cho xét nghiệm miễn phí, nhưng mà đến ngày 15 tháng 9 là ngưng. Đâu có đủ đâu, tiền đâu mà chịu cho nổi. Đó. Thì cái này nó cũng là một cái vấn đề. Rồi trong khi đó thì
Việt Nam đang kỳ vọng là có thể là chế được thuốc trong nước, bởi vì vaccine bây giờ đó là vẫn làm cái trở ngại, không có nhiều vaccine. Vừa rồi các quốc gia tặng, ví dụ Mỹ này, Trung Quốc này, Nhật, Ba Lan, Đức thì tù thứ nhưng mà vẫn không ăn thua gì cả. Thế bây giờ trong những ngày qua người ta hy vọng cái Nanocovax là cái mà Việt Nam chế tạo. Nhưng mà mới đây thì Hội đồng Đạo đức họ cho biết là vẫn chưa đủ dữ liệu đánh giá hiệu lực. Đó, đó là cái thông báo mới nhất vào cái ngày 19 tháng 9 sau khi họp. Họ thẩm định và đưa ra kết luận 3 khía cạnh gồm an toàn, sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ. Thì coi như là Nanocovax được đánh giá là đạt yêu cầu về tính an toàn ngắn hạn và có sinh miễn dịch, nhưng lại không đạt được cái hiệu quả. Tính hiệu quả Hội đồng Đạo đức nói là vaccine chưa có dữ liệu đủ để đánh giá trực tiếp dựa trên số trường hợp mắc COVID-19 trong nghiên cứu lâm sàng. Đấy không? Và trước đây trên chương trình nhà tôi có kể quý vị đó là Việt Nam ban đầu ít người bị bệnh, không có người được thử. Ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Y tế có một lần bảo là định ra nước ngoài thử nhưng mà không đạt được thỏa thuận gì đó, phải kiếm người nước ngoài thử. Thế bây giờ Việt Nam là có nhiều người bị đã thử rồi. Nhưng mà cái thử này đó Hội đồng Đạo đức họ đánh giá chưa được, họ chưa có xác định được. Thành ra họ chưa chịu chấp giấy phép khẩn cấp cho cái Nanocovax. Nếu Nanocovax mà được thành công thì may ra giải quyết được cái chuyện đó, cái chuyện thiếu vaccine. Bây giờ là coi như là vừa rồi ông Phúc đi qua bên Chủ tịch nước, đi qua bên Cuba thăm cũng được Cuba cho một ít, cũng đâu một vài triệu rồi đó. Đại khái như vậy, bây giờ chỗ nào cho là cũng lấy hết để đem về. Nhưng mà nó có cái buồn cười thế này nè. Đó. Trong cái lúc mà thưa quý vị chưa có gọi là được cấp giấy phép đó, thì nó có buồn cười chỗ này là có một ông thượng tọa gọi là Thích Nhật Từ. Đó. Ông này đó thì ông lại là ở cái chùa quận 10 đó, biết bà con đang hot, đang gọi là đang mót cái gọi là vaccine này, thì ông viết trên Facebook của ông đó. À, mới đây ông viết một cái bài, ông nói là ông có cầu nguyện, thấy không, chắc là tổ chức cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được lưu hành. Buồn cười, bị người ta vô người ta chửi quá. Ông viết trên đó bảo là nhân danh tiếng nói của hàng triệu người Việt Nam để nguyện cầu mười phương Phật gia hộ cho những nỗ lực của tập đoàn Nanogen sớm được thành tựu mỹ mãn. Nanogen là chế ra cái Nanocovax đó. Đó, người ta bảo trời ơi chơi chén quá, cái này là khoa học chứ đâu có phải là dẫn mặt sinh mệnh con người mà đi cầu nguyện như thế. Thì đó là cái người ta cự nữ. Mà ông này thì trong nước gọi là ông siêu quốc doanh. Ông này năm 2008 từng được ông thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng tặng bằng khen. À, thế thì bây giờ trong tình hình như vậy đó, thì mới đây ngày thứ hai ông thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một cuộc họp và yêu cầu đề nghị chương trình COVAX, tức là chương trình mà y tế của thế giới đó, phân bổ nhanh số vaccine đã cam kết cho Việt Nam. Bây giờ Việt Nam chỉ có dùng là ngoại giao vaccine, làm sao mang về càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt. Chứ còn ông Thích Thanh Từ, Thích Nhật Từ, ông cầu nguyện để mong cho Nanocovax được, thì cái chuyện đó đúng là quý vị thấy nó buồn cười. Dẫn mặt tử thần, vậy mà ông làm được. Mà năm 2008 được tặng bằng khen đó, của ông Thủ tướng Việt Nam là ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó tặng đó. Thì đó là cái tình hình COVID ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Vẫn chưa có đủ vaccine, vẫn đang bị sức ép giữa trị bệnh và mở cửa kinh tế. Đó là cái căn bản hiện nay của Việt Nam đang phải đối đầu. Và đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.